Hello, các chị thân mến, mình đang ở trong vị trí khu vực này là dành cho người nấu. Ở phía sau lưng mình là bà chủ đó đang bán hàng cho khách ở đây. Món ở đây gọi là món bún tôm và bún rạm, ngon số 1 luôn. Mr. Hill sẽ thử ăn hai món này ở đây, review cho các bạn xem và giới thiệu đây là món ăn đặc trưng địa phương tại quê hương làng chài Bình Định. Đó, Quy Nhơn Bình Định đúng luôn đó, kéo về đây là ngay Phú Quốc là có được một cái món ăn đặc trưng dành cho khách du lịch cũng như là khách địa phương. Đó. Ok, rất rẻ nha các bạn, 15.000 một tô thôi. Ok, thưởng thức nha, go. Rồi, bây giờ chúng ta xem bà chủ làm món bún tôm. Xin mời. Rồi, bỏ hành vô. Mình cho gia vị vô. Mình cho chút xíu đường cho nó dịu. Mình cho tôm mình đã đánh nhuyễn, mình rắc chút tiêu thêm vô. Khi nó hoàn tất, mình múc nước. Mình đánh nó nhuyễn lên. Cha lên trên nám. Rồi, bún mình nói ra dược. Mình trụng cho nó nóng. Cho nó ra còn bún. Mình vắt cho nó réo. Rồi mình đưa vô tô bún. Mình cho một chút xíu hành lên. Mình rạy tiêu vô. Tô bún rất là thơm. Rồi đã hoàn tất. Có em gái phục vụ luôn. Cảm ơn em. Ok. Đây là tô bún đi các bạn. Tại Mr. Hill mới ăn xong cái tô thứ nhất là tô bún rậm. Bây giờ mình ăn tô thứ hai là tô bún tôm, còn gọi là bún quậy. Đó. Đúng chất của người dân Bình Định ăn luôn. Ok, 15.000 tô các bạn ơi, quá ngon quá ngon quá ngon. Ok, bây giờ Mr. Hill sẽ review món bún tôm nha các bạn. Đó, mới nãy là bà chủ đã làm cho các anh chị và các bạn thấy là cái cách quy trình làm bún tôm như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ ăn, trước khi mình ăn cái món bún tôm này còn gọi là bún bún quậy đó các bạn, nói vậy đi cho dễ. Là mình sẽ làm cái nước chấm đó, cũng y như vậy thôi. Đó, đầu tiên là coi có lấy cái muỗng nè, một miếng muối ớt nè, ở đây nó lạ lắm đó, có muối ớt nè các bạn. Đó, cho miếng muối ớt nhiều ít gì đó là do mình ha. Rồi xong đó là mình cho miếng tắc nè. Ok, có tắc nữa thơm lắm đó. Ok, ngoài ra còn có này nữa nè, ớt sắp tới, ớt sắp tới đậu ủ cay bật cố luôn, chơi luôn chơi luôn, ớt sắp tới quá đã luôn. Ăn ớt sắp tới lần đó, cái này là cái cách ăn khác nữa, hương vị khác. Ai thích ớt thì cho miếng ớt sắc vô luôn, chảy nước miếng. Đó. Ok, sẽ bỏ hộp ra đây các bạn. Đó, xong cái chén nước chấm nè đó. Đấy, để hồi mình chấm ăn với bún ha. Đậy lên. Quá ngon quá ngon. Đấy các bạn. Ôi ơi, sao thấy con tôm nào ta. Quên. Tôm giả nhuyễn hết trơn rồi các bạn. Đó đây nè. Tôm giả nhuyễn, đó mới gọi là bún tôm. Ok. Đậm đà lắm, đậm đà lắm. Ok, bây giờ mình sẽ có một miếng này nha.
ok. Cái muỗng này mới ăn lần đầu, bởi vì không biết ăn sao, cãi chơi vậy đi đó. Cho miếng nước chấm vô đó, ok ăn thôi. Bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các anh chị và các bạn xem nha. Đó, đây là tôm nè, các bạn thấy tôm. Tôm nhỏ nhuyễn đó, thấy tôm đàng hoàng luôn. Đó, bún. Cái quan trọng là nước lèo với tôm này có tươi không? Đó, ngon. Còn bún là bình thường rồi, chỗ nào cũng có bán rồi. Ngon quá. À, bây giờ mình gấp miếng bún lên nè. Đó, mình gấp miếng bún lên. Đó, tôm luôn. Nó chân lùi. Rồi. Miếng à. Trời luôn, ăn miếng ớt coi sao. Đã. Ok. Số 1. Xong rồi. Yeah. Xin chào các anh chị và các bạn thân mến. À, mình giao lưu với bà chủ ở ngay cái quán này chút xíu, là món bún rạm. Không biết là chị tên gì, giới thiệu giúp em là cho mọi người biết cái món bún rạm là ăn sao, là chị nó có cái gì. Tự nhiên chị tên gì á? Tên Linh. À, chị Linh. Dạ, chị Linh bây giờ giới thiệu giúp giùm em coi cái món bún rạm á là nó như thế nào, ăn như thế nào, nó có cái gì trong đó. Dạ. Như bún rạm là như mình mua cua gì, cái mình làm, cái mình mắt, mình tách làm hai ra, cái mình mắt yếm. Con đó gọi con rạm á ha. Con lấy con rạm, cái rạm cua màu đồng trắng á ha. Cái dạng cũng như cua đồng mình vậy đó. Dạ. Bây giờ tách làm hai ra, cái mình lấy yếm đi. Cái bắt đầu cái mình kỵ cái bên cái mù của nó có cái gì năm cây mù của nó, cái gạch của nó, lấy hai bên gạch của nó thôi, chứ đừng có lấy cái nước đen nha, là đánh tanh mà nó khai nữa. Dạ. Rồi bắt đầu mình làm sạch sẽ, để cho ráo xong mình xay. Dạ. Mình xay xong rồi mình bắt đầu mình lọc nước xong rồi bắt đầu ấy, mình nhóm lửa lên. Dạ. Bắt đầu cho miếng dầu vô, cái mình phi hành củ hành tím. Dạ. Mình á, mình phi cho vàng hết, xong bắt đầu mình. Dạ. Tèo hết, cái mình cho gia vị vô, bắt đầu mình cho rạm vô, mình chắc nước dừa dẻo vô. Yeah. Cái mình nấu khoảng 20-25 phút, bắt đầu mình cho nước dừa cốt vô, nó keo lại, là khi mình thấy một điều lên mình bỏ lên đốt mặt, nó rất là đẹp. À, ok, trời ơi, nghe nói là thấy hấp dẫn rồi, ăn thử nha. Number one, ok, bây giờ mình sẽ xem ăn tiếp món review thứ hai là món bún tôm, còn gọi là bún quậy. Nghe nói đây là bún quậy bún tôm như nhau à, chỉ có nghĩa là cái chả đó, là tôm là giả tôm giả nhuyễn á. Ok mà. Ok các bạn thân mến, món bún tôm á, còn được gọi là món bún quậy gốc của người Bình Định Quy Nhơn á các bạn, thì còn ăn với cái ăn kèm với cái bánh này nè các bạn, đó bánh này gọi là bánh gạo. Trời ơi, nãy giờ mình ăn mình quên bỏ cái bánh này vô mình ăn. Đó. Mình thưởng thức là phải thưởng thức đúng cái món ăn của người địa phương luôn. Đó. Đúng không các bạn? Rồi, đó, hôm nay Mr. Hill giới thiệu. Ăn vậy đi. Khuyến mãi mình quy cái bánh bự luôn. Cái vị đó các bạn. Mình đi du lịch mình ăn uống mình phải thưởng thức cái món địa phương mà nó phải có hương vị đặc trưng của vùng miền. Tôm ở đây là chủ quán tự làm luôn, mua tôm về tự làm tự giả luôn. Và các bạn biết không, đây là tôm nguyên luôn chứ không có pha bột, phải là chả tôm gì nữa các bạn. Nó giả ra nữa, nó còn hột vậy luôn nè các bạn. Quá ngon, quá ngon. Yeah.
Bánh này gọi là bánh gạo nha, không phải là bánh phồng tôm nha, cũng không phải bánh đa nha. Yeah. Mời bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.